xin được đặt câu hỏi. Xin thưa sư, ở thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài có đến các quốc gia khác trên trái đất để thuyết pháp không? Có phải các vị Phật chỉ xuất hiện ở tại Ấn Độ và tại sao như thế? Con xin cảm ơn sư. Thì thưa với quý vị là theo như sư biết ha, thì khi ở trong kinh Tạng thì khi mà Bồ Tát chuẩn bị nhập vào thai bào á, là Ngài quán tưởng, Ngài suy xét là những cái điều kiện. Thứ nhất là cái khu vực mà mình sẽ xuống. Sư chỉ nói những vấn đề liên quan thôi. Thứ nhất là cái khu vực mà mình xuống là nó phải ở cái trung tâm của quả địa cầu. Nó giống như con voi nó lớn, khi mà nó muốn bước xuống thuyền thì nó phải bước xuống ngay giữa cái thuyền. Thì như vậy cái thuyền nó mới không có trong trên, nó không có bị chìm. Tại vì cái con voi nó hơi lớn, cái thuyền nó hơi nhỏ. Cái đức của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác để mà thành vị chánh giác rất là lớn. Cho nên là quả địa cầu mà Ngài bước hụt chân á, quả địa cầu chịu không nổi. Cho nên là Ngài phải lựa cái khu vực trung tâm. Thì cái đất Ấn Độ thì được xem là khu vực trung tâm của quả địa cầu. Cái trung tâm ở đây là cái... Do bây giờ thì ví dụ như là cái anh Mỹ thì ảnh phát triển về kinh tế, thì mình nghĩ là Mỹ là trung tâm, thực tế không phải. Và cái vấn đề thứ hai là do cái nhân duyên của Bồ Tát. Cho nên là khi mà Ngài Ngài gọi là Ngài đản sanh, thì những chúng sanh có duyên với Ngài thì họ sẽ tự nhiên họ sẽ sanh vào ở khu vực cũng gần Ngài. Tại vì nếu như chúng ta biết là chúng sanh cộng nghiệp với nhau là có bốn pháp cộng nghiệp hướng thượng, là đồng thí nè, đồng tính nè, đồng giới, đồng tuệ nè. Khi mà cái nghiệp mình ở gần nhau, cái nghiệp mình tương ưng với nhau, có duyên với nhau, mình ở gần nhau, mình sẽ thành vợ chồng, cha mẹ, con cái với nhau. Còn xa hơn mình thành họ hàng, xa hơn nữa mình cùng nhau với một quốc độ. Thì đó là thể hiện cái gì? Thể hiện cái sự cộng nghiệp với nhau. Mà mình muốn Đức Thế Tôn tới độ mình á, là mình và Đức Thế Tôn, vị chánh đẳng giác đó, phải có cái nhân duyên với nhau, phải có cái duyên lành để mà Ngài độ mình. Mà nếu như mình có duyên với Ngài thì kiểu gì mình cũng phải sanh vào cái khu vực ở gần Ngài, chứ mình không thể nào mình sanh ở một cái xứ xa được. Cho nên nếu như Ngài có chu du á, quý vị có coi cái bản đồ nha, thì Ngài chu du rất là rộng á, rộng lắm chứ không phải hẹp đâu. Nhưng mà nó đã đủ bao phủ những cái chúng sanh có duyên với Ngài rồi. Còn những khu vực chúng sanh không có duyên với Ngài á, thì Ngài đâu tới làm chi nha. Những cái xứ như là xứ Cú Rú, xứ Bắc Cù Lưu Châu á, Uttara Cú Rú, thì thỉnh thoảng thì Ngài chỉ tới khất thực thôi, tức là tới đó để chúng sanh gieo duyên với Ngài, chứ còn Ngài cũng không có thuyết pháp ở đó, bởi vì chúng sanh ở đó là không có duyên để mà Ngài độ. Nhớ dùm, Đức Thế Tôn là toàn trí, chứ Đức Thế Tôn không có toàn năng. Nhớ dùm nha. Cho nên ai không có duyên với Ngài thì Ngài cũng không có độ. Về vấn đề này thì không biết sư Tuệ Tường có chia sẻ như thế nào. Kính thưa đây, kính thưa quý vị, khi con hỏi là Ngài có đến các quốc gia khác trên trái đất thuyết pháp không, thì khi mình nói là đến các quốc gia khác thì mình phải hiểu cái từ quốc gia là như vậy, thưa quý vị. Tại vì trong thời Đức Phật mình phải hiểu là có tổng cộng 16 quốc gia, quý vị. 16 quốc gia. Thì ở đây sư không có thời gian cho nên sư sẽ không có kể tên cụ thể 16 quốc gia. Nhưng mà nếu mà tại vì á, quý vị hiểu á, quý vị hỏi á, xin lỗi quý vị hỏi á, là Đức Phật có thuyết pháp ở những quốc gia khác không, thì đôi khi sư nghĩ rằng
quý vị đang có thể đang quý vị đang hiểu nhầm. Tại vì cái nước Ấn Độ hiện tại bây giờ á, được thống nhất á, một lãnh thổ rộng lớn như vậy á, là qua nhiều đời các vị đại đế của Ấn Độ nên thống nhất. Thực sự ngày xưa vào thời Đức Phật, quý vị biết đó là có 16 quốc gia lận, thì Đức Phật ngài đi thì đi đi tuần tự qua 16 quốc gia này, và 16 quốc gia này cũng có những ngôn ngữ địa phương riêng, và Đức Phật ngài cũng thuyết pháp theo ngôn ngữ địa phương riêng của từng quốc gia này. Và cũng trong một tài liệu chú giải thì cũng có nói là ngài cũng có từng đi qua bên quốc đảo Sri Lanka hồi xưa, nhưng mà nó gọi là đảo rồng thưa quý vị. Thì đây là ngài chỉ trong trong chú giải thôi nha, chỉ nói là ngày qua ngày dàn xếp những cái trận mâu thuẫn giữa rồng và kim sĩ điểu. Rồi lại cũng trong chú giải cũng có nói là Đức Phật á, ngài đi qua cái xứ mà Puna Bharanta là của ngài, quê hương của ngài Bun Nhá, là cái xứ mà người những cái người đó rất là hung bạo á. Thì trong chú giải nói là xác định á, cái xứ xứ đó là cái Miến Điện á bây giờ. Cho nên là chúng ta phải hiểu cái cạnh mà Đức Phật có đi những quốc gia không, là cái cạnh quốc gia là như vậy, chứ để mình đừng có hiểu là cái đất nước Ấn Độ hiện tại bây giờ. Cái đó là cái câu hỏi đầu tiên. Rồi câu hỏi thứ hai á, là vị này hỏi là có phải cái vị Phật chỉ xuất hiện ở Ấn Độ và tại sao lại như thế, thì Đức Hạnh Tuệ trả lời cũng rất là rõ. Mình chưa chỉ muốn nói thêm một điểm này thôi, là quý vị cũng nên hiểu á, là Đức Hạnh Tuệ giải rất là rõ, nghĩa là mình không thể hiểu là Ấn Độ được, mình phải hiểu là ngài ngài á, khi mà ngài là chỉ còn Bồ Tát á, là trước khi ngài đản sanh á, ngài sẽ chọn cái nơi là gọi là trung tâm của quả địa cầu, chứ không mình không thể hiểu là Ấn Độ được. Nhiều khi mà cái thời Phật Bát-ta-giá, nghĩa là Phật Di Lặc tương lai á, ngài đến một cái ngày đản sanh một cái quốc độ đó được coi là trung tâm quả trái đất, đúng không? Thì đất độ quốc độ đó là không gọi là Ấn Độ, nhưng mà gọi lại là, có thể gọi tên là một cái quốc gia khác, có thể là Sudan, đúng không, Albania đó. Và tại sao lại như vậy thì Đức Hạnh Tuệ cũng giải thích rõ cho quý vị rồi. Như là cái đặc tính đó, đặc tính chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao giống như tại sao xứ sở ở Úc đó, lại có kangaroo chuột túi, hay tại sao ở cái con rồng á, con rồng komodo lại xuất hiện ở những cái đảo mà ở Indonesia thôi, nhưng mà lại không có ở những quốc gia khác, nó không sản sinh ở quốc gia khác, hay là có những loài thực vật đặc biệt nó chỉ ở cái quốc đảo đó, cái quốc gia, cái vương quốc đó thôi, mà không thể nào mà ở xuất hiện ở chỗ khác được. Mình phải tự hiểu như vậy, đặc tính về đặc tính của cái thực vật và động vật, và đặc tính của nghiệp. Đức Hạnh Tuệ cũng nói với vị đó, có nghĩa là tính thí giới tuệ, mình phải hiểu như vậy. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Và xin qua cái câu hỏi tiếp theo.